Rồi xin chào cô chú anh chị và các bạn mình ha, cả nhà ơi. Luật sư Kha mới vừa đem cái lẵng hoa tới nha cả nhà, rất là đẹp, màu đỏ luôn, màu đỏ tượng trưng cho khai trương hồng phát nữa. Đây cả nhà, con heo quay ha, con heo quay giấy tiền vàng bạc đầy đủ nha cả nhà. Bên kia thì có mâm trái cây, phải nói là tương đối là đơn giản thôi, cầu nè, đủ nè, xoài nè, đơn giản nha cả nhà. Quà bông thì bông chỉ bình dân giản dị thôi, bông cúc thôi quý cô chú anh chị, bông cúc thôi. Bên đây thì mâm này là em nghĩ là mừng cúng đất đai, bên đây là khai trương, và bên kia thì có ông địa, có dĩa tam sên, cũng dĩa tam sên nữa cả nhà. Có tôm, có thịt heo và có trứng, và những cái giấy tiền vàng bạc cũng như là những cái đồ cúng khai trương, những cúng cửa, cúng khai trương, cúng cầu cầu tài, cầu lộc ha. Hy vọng là má Tư hôm nay, sáng hôm nay đến đây để giúp cho chị Hồng Loan cúng khai trương, mang lại cái chiêu tài hút lộc, mọi điều may mắn, shop mua mai bán đất. Rồi chị Trang thì cũng mới mua cái thùng để đốt giấy tiền vàng bạc ha cả nhà. Phía bên trong thì má Tư đang cúng ha cả nhà ha. Shop thì đã lên kệ bán những đầy đủ hết rồi cả nhà. Rồi cái video này là em sẽ cố gắng quay full luôn, quay dài luôn cho cô chú anh chị mình xem ha, thấy rõ luôn tất cả mọi sự việc diễn ra tại shop chị Hồng Loan vào ngày hôm nay, ngày cúng khai trương. Phải nói là thương những người hàng xóm, những cô chú anh chị hàng xóm bên xung quanh đó cả nhà. Đây là những chiếc xe mà cô hàng xóm đã cho gửi để mọi người có thể thoải mái đứng quay, và bên cạnh đó là shop chị Hồng Loan cũng được rộng rãi hơn, bên kia cũng vậy cả nhà. Nói chung á, là chị Hồng Loan đi đến đâu là được yêu thương đến đó, cô chú anh chị, mọi người đều rất là yêu thương. Mã Từ cũng đang cúng cả nhà. Anh Hải đây. Đó, anh Hải đang thắp đèn. Thì ở đây thì cũng có cơm trắng ha cả nhà. Bên cạnh thì cũng có muối gạo, có đèn, có bông hoa. Đại diện nha cả nhà, Mã Tư đại diện với cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là chị Loan ha cả nhà, chị Loan sẽ cúng ha cả nhà, cúng khai trương.
vô tại shop của chị Hoàng Loan. Thì đây là những món ăn rất là đáng nha nha, rất là có gỏi nè, có heo quay nè. Tên Hải của chú anh chị ơi, mắt tư xong rồi chị Hồng Loan, bây giờ tên Hải nha. Làm gì? Đi tìm. Khổ quá, ở rồi. Ở nhà trọ không có tiền. Rồi người ta đang cúng khai trương mà cô vô cô xin chuyện. Khai trương của shop của chị Loan. Không có xin tiền gì hết. Thì mình lên trên chỗ mộ chị chủ bếp nha. Cô chưa lên mộ lên nhà còn ở đây đó hai lối thôi nha. Ai chị? Cô ơi ai chỉ mà người ta chỉ như thế nào? Không ai chỉ cô, là cô lên trên mộ Vũ Linh đó, tại vì cô có người chị bà con chết trong gần mộ Vũ Linh. Ủa, vừa rồi là con thấy cô ở trong nhà cô có chị Loan mà. Thì cô mới đi ra đây nè. Cô chỉ đi mộ nha, cô đi mộ biết đi, con đi đó này có đi mộ mà. Cô lên mộ rồi, chị, mộ Vũ Linh ở bên đây, còn cầu mộ của chị cô á là trong bên kế bên của nhà cô. À, cô chú anh chị ơi thì đó là cái người gọi là tới để xin tiền nè cô chú anh chị. Thank you.
biết là có ai xui cổ tới không ta? Có ai xui cổ tới không? Chứ ngày cũng khai trương tự nhiên chạy vô xin tiền. À, nhiều khi làm bộ á cô chú anh chị. Tới đây phá rối á cô chú anh chị. Lên nhà sáng là nghe nói là ở trên nhà chị Hồng Loan rồi. Rồi xong đang cúng khai trương, chị Loan đang thắp nhang. Rồi xong cái chạy vô nghe nói là xin tiền, rồi mấy anh em phải dắt tay ra cô chú anh chị. Vậy là theo dõi rồi, biết rồi. Và theo như em nghĩ thì chắc có ai suối gì nè, chứ bình thường mà tự nhiên chạy tới đây vậy đúng không? Đúng không? Phải có người xúi dục gì đây nè. Nhưng mà không sao. Tất cả đều được may mắn ha. Dạ, dạ, không sao hết cô chú anh chị. Không, chị Loan đang chuẩn bị live stream. À, nãy giờ cái anh gì bò tái chanh nó like nãy giờ rồi. À, thì sáng nay thì có anh bò tái chanh, có anh Hồng Châu Gió, má Tư đến từ rất là sớm rồi cả nhà, để giúp cho chị Hồng Loan cúng kiến thắp hương trên những cái bàn để cúng thì rất là trang nghiêm lịch sự không quý cô chú anh chị. Và đặc biệt là có luật sư Kha đem tới một cái lẵng hoa rất là sớm. Đó. Cái lẵng hoa này quá thật luôn á, quá thật. Quá hồng quá thật đàng hoàng nha. Quá hồng thật mà nó bự dữ vậy. Rất là bự ha, nở rất là to. Bự lắm luôn á. À, này coi lẵng hoa này có ai tới nè. Chắc của chị luật sư quá. Lẵng hoa nữa kìa. Hoa Lan. À Nguyên Vũ ha. À ca sĩ Nguyên Vũ cả nhà ơi. Ôi, có hoa hồng bự dữ vậy. Hoa đó chắc hoa giả quá. Hoa hồng đó chắc giả quá. Nè có hoa hồng nè, hoa cải. Ở bông cải đúng rồi, cái bông cải. Sơn lên. Wow. Bông cải làm như bông hồng hay ha. Đẹp ha. Ca sĩ Nguyên Vũ nha cả nhà. Ca sĩ Nguyên Vũ. Chúc em Hồng Loan khai trương hồng phát. Rồi. Rồi chúc chị Hồng Loan khai trương hồng phát nha chị. Mua may bán đất. 506 trường xa nha. Tới nữa kìa, tới nữa cô chú anh chị ơi. Ai đây? Ba Thanh. À, má Tư cả nhà ơi. Còn má Tư. Má Tư. Má Tư. Ôi, má Tư đẹp. Má Tư đẹp nha. Hello Trang Mùi. Dạ, cô chú anh chị vô theo dõi Trang Fanpage bên Trang Mùi. Rất là đẹp.